xin chào các em chúng ta sang bài mã số ID là 604 bài là làm thống khoa học hữu cơ 8910 chuyên đề sử dụng phương pháp quy đổi áp dụng cho những chất cụ thể dấu hiệu của nó rất là rõ ràng ở đây người ta cho các em một các chất cụ thể như vậy các em có hai lựa chọn một là các em dồn chất hai là các em dùng số đếm thì ở đây thầy sử dụng số đếm lý do là để tìm ra được mối quan hệ của phần này nó tương đối là vất vả vì thế là nó gây khó dễ mất thời gian. Do đó là thầy sử dụng ngay số đếm bởi vì dấu hiệu của nó rất rõ. Thầy có dự kiện thứ nhất là số mol CH4 bằng hai lần số mol của C3H4O2. Dự kiện thứ hai là khối lượng và dự kiện thứ ba là 30,68. Như vậy thầy giữ lại ba chất, còn lại bỏ tất ra đi. Đặc điểm của số đếm là kem phải giải hệ ABC. Như vậy kem lập hệ thật nhanh với ABC. Phương trình 1 là phương trình khối lượng, phương trình 2 là quan hệ mol, Phương trình 3 là phương trình tổng khối lượng nước và CO2. Các em dễ dàng tìm được ra A, B và C. Đặc điểm của số đếm là tìm ra A, B, C, âm cũng được, phân số cũng được. Miễn đâu là giải được là ok. Sau khi các em tìm ra được A, B, C rồi, các em tìm tổng CO2 bảo toàn nguyên tố carbon sẽ bằng 0,46 mol. Vậy bài toán trở thành là 0,46 mol CO2 sụp vào CaOH2 lần là 0,4 mol, yêu cầu tính lượng kết tủa thu được bài toán này rất là dễ rồi Nó quá đơn giản rồi à, Vì thế là à, game xử lý luôn Và thầy tính được luôn là bằng 0,34 mol Đáp án là bằng 34 gram Game nhân 100 lên Vậy đáp án thầy còn là đáp án D